Hello, xin chào em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Ok, hôm nay thì mình có một thằng bạn làm về YouTube, thì nếu anh em thấy kênh này hay thì hãy qua ủng hộ thằng bạn mình nhé. Đây. Kênh là Killer TV nhé. Từ từ mình giảm màn hình xuống. Đợi mình tí nhá. Nó vẫn bị lóa nhỉ. Đây, kênh là Killer TV nhá. Đấy. Nếu anh em thích xem về Free Fire thì anh em có thể sang để ủng hộ bạn mình nhé. Ok. Và cả kênh của mình nữa, nếu các bạn thấy hay thì anh đăng ký cho mình subscribe ở phía dưới nhé. Rồi bây giờ video thôi. Hello. Hello mọi người nhé, sau đây bọn mình sẽ đặt bẫy. Đặt bẫy đợi giang về nhé mọi người. Đây là lọ xịt. Anh em thấy không? Không, từ từ, lỗi. Đây. Đấy. Bây giờ bọn mình sẽ bằng cách cho chị Giang đó là đặt cái này vào trong tủ, xong rồi tí chị Giang mở cửa ra cái này nó xịt vào mặt nhá. Ok, bây giờ mình sẽ làm nhá. À, từ từ, mình thử xem đây là, cho các bạn nhìn này. Ấy, cái này mà xịt trong mặt thì trốn đấy. Cái này mình mua khá là lâu rồi, hôm nay mình mới mang lại mình. Đây nhá, mình sẽ đút cái này vào đây này. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ từ từ cho các bạn. Lỗi, đấy. Buộc dây này vào đây nhá. Bây giờ mình sẽ đợi chị Giang về nhá. Anh em chờ đợi nhá. Nó hay sợ ấy mà trong cùng có chứ.
kia là sang. Nó mở lại. Nó không xin. Nó lại. Cái điện thoại nó rơi xuống trước. Nên vô thần rồi. Nó dùng đấy. Mày để điện thoại rốt lại. Mày để. Không phải lúc mà cái dây nó ngắn quá. Chỉ có cách đáp vào thôi. Ơi dơ quần. Thôi. Nhưng mà có thể là chẳng lỗi anh em ạ. Mày thì kiểu là có người ngồi ở trong đấy. Tao tưởng có người ngồi trong đấy. Rút ra là cũng không tự phủ được. Cái gì đấy? Bột tuyết tí nó lại tung. Ôi thế bật tí ta mà mở ra chắc nó phủ hết vào mặt ta quá. Sắp sàng gì ngăn chửi cả lũ. Mẹ chúng mày, ta đẹp cái này mà làm. Đó. Thế bạn áo kia đi cho nó sang. Áo kia phải đóng thùng. Nhìn chị. Nhìn đằng sau không biết được. Rồi, và tôi sẽ chờ Giang về nha mọi người. Bây giờ tôi sẽ chui vào tủ. Tôi nằm ở đây, tôi đợi. Đó. Nằm chỗ này. Tí nữa Sơn sẽ khóa chui quá mà. Tí nữa Sơn sẽ đóng tủ lại và đợi Giang về. Tôi sẽ bắt đầu tô xì. Nó khá hẹp. Được rồi. Ok hay. Chưa? Ok chưa? Ok. Quần. Cái quần này. Tao không nhét được, tao không cưa quậy được. Chị đâu về? Đi ra ngoài kia. Mày không hớt được bao con trai. Tôi bi không tình yêu.